Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 676 kinh Giải Tập Thâm Mật, quyển 3, phẩm 6. Du già phân biệt du già. Bây giờ Đại Bồ Tát Từ Thị bạch: Bạch Thế Tôn, trong đại từ các vị Bồ Tát y cứ vào chỗ nào và trú vào chỗ nào để tu tập chỉ quán? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì Nam, hãy nhận thức rằng trong đại thừa các vị Bồ Tát tu tập chỉ quán chỉ lấy giáo pháp của Như Lai thiết lập và làm chỗ y cứ, không lấy sự không bỏ mất tâm nguyện vô thượng Bồ Đề và làm chỗ an trú. Đại Bồ Tát Từ Thị bạch: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói có bốn đối cảnh của đối tượng được duyên: một, có phân biệt; hai, không phân biệt; ba, biên tế của các pháp; bốn, sở tác thành tựu. Bốn đối cảnh này mấy là đối tượng được duyên của chỉ, mấy là đối tượng được duyên của quán, mấy là đối tượng được duyên của tất cả chỉ quán? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì Nam, một là đối tượng được duyên của chỉ, đó là đối tượng đối cảnh không phân biệt; một là đối tượng được duyên của quán, đó là đối cảnh có phân biệt; hai là đối tượng được duyên của cả chỉ và quán, đó là đối cảnh biên tế của các pháp và là đối cảnh sở tác thành tựu. Đại Bồ Tát Từ Thị bạch: Bồ Tát Bồ Tát do bốn đối cảnh của đối tượng được duyên như trên mà cầu về chỉ và khéo về quán là như thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì Nam, giáo pháp của Như Lai thiết lập cho Bồ Tát là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân chuyên, thí dụ bản sự bản sinh, phương quản, hy pháp, luận nghị. Đối với giáo pháp ấy, Bồ Tát khéo lắng nghe, khéo tiếp nhận, văn khéo rành rẽ, ý khéo tìm tòi, thấy khéo thông suốt, rồi chính nơi giáo pháp phải khéo tư duy như vậy. Bồ Tát một mình ở chỗ không phiền, không ồn, mà tác ý tư duy. Sự tư duy này phải được nội tâm liên tục tác ý tư duy, hệ đứng vững rất nhiều trong ca chánh hạnh ấy, sinh ra sự khinh an nơi thân và sự khinh an nơi tâm, thì đó là chỉ và Bồ Tát như vậy là cầu về chỉ. Bồ Tát này do cái thân tâm khinh an trên đây làm nền tảng, đối với ấn tượng chánh định theo giáo pháp phải khéo tư duy nói trên, hãy quan sát thắng giải, bỏ cái tâm tướng về chỉ. Hệ đối với ấn tượng chánh định cần phải chứng biết ấy mà chính xác quyết trạch, cùng cực quyết trạch, tầm tư toàn bộ, tứ sát toàn bộ, rồi xác nhận ưa thích, hiểu biết, nhìn thấy, xét thấy, thì đó là quán và Bồ Tát như vậy là khéo về quán. Đại Bồ Tát Từ Thị bạch: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát từ khi lấy ấn tượng của tâm mà làm đối tượng nội tâm tư duy tâm, cho đến lúc chưa được thân tâm khinh an, thì sự tác ý trong thời gian đó nó gọi là gì? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì Nam, đó chưa phải là tác ý về chỉ, mà là tác ý thích thú sự thắng giải tùy thuận với chỉ. Bạch Thế Tôn, cho đến lúc chưa được thân tâm khinh an, Bồ Tát có sự tác ý tư duy đối với ấn tượng chánh định, thì giáo pháp phải tư duy sự tác ý đó nên gọi là gì? Thì Nam, đó chứ phải là tác ý về quán, mà là tác ý thích ứng sự tán giải tùy thuận với quán. Đại Bồ Tát Từ Thị bạch: Bạch Thế Tôn, chỉ với quán nên nói có khác nhau hay nên nói không khác nhau? Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì Nam, nên nói không phải có khác nhau, cũng không phải không khác nhau. Tại sao không phải có khác nhau? Vì chỉ lấy cái tâm đối tượng của quán mà làm đối tượng của nó. Tại sao không phải không khác nhau? Vì ấn tượng có phân biệt của quán không phải là ấn tượng của nó. Đại Bồ Tát Từ Thị bạch: Bạch Thế Tôn, ấn tượng chánh định của quán cùng với tâm thức chánh định ấy nên nói có khác nhau hay nên nói không khác? Đại Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì Nam, nên nói không khác. Bạch Thế Tôn, vì sao không khác? Thì Nam, vì ấn tượng ấy chỉ là tâm thức. Thì Nam, Như Lai nói cái gì thức biết thì cái ấy chỉ do thức hiện. Bạch Thế Tôn, nếu ấn tượng tâm thức không khác tâm thức thì làm sao tâm thức trở lại nhận thức, nhận thấy tâm thức? Thì Nam, ở đây không có chút pháp nào nhận thấy chút pháp nào, nhưng chính tâm thức khi sinh ra thế nào thì hình thành đối tượng thế ấy. Như có kẻ nhờ mặt gương trong sáng rồi chính thân mình làm duyên tố mà thấy thân mình,
Nhân bản mình thấy hình ảnh làm áo, hình ảnh đó biệt lập với thân mình. Tương tự như vậy, khi tâm thức sinh ra thì thế như có ấn tượng chánh định biệt lập hình thành. Bà Thế Tôn, như vậy thì chúng sinh ở trong đặc chất của mình chứ không phải ở trong chánh định mà nhận thức sắc thanh hương vị xúc pháp. Ấn tượng ấy nhận với nhận thức ấy cũng không khác nhau chăng? Thiện nam cũng không khác nhau, nhưng kẻ ngu ngơ thì vì ảo giác tác loạn, không nhận thức ấn tượng một cách đúng như sự thật của chúng chỉ là tâm thức, nên sinh ra ngộ nhận. Đại Bồ Tát từ thị bạch: Bạch Thế Tôn, căn cứ vào đâu mà Bồ Tát nói một chiều tu quán? Đức Thế Tôn bảo: Đại Bồ Tát từ thị nam, y cứ nơi sự liên tục tác ý, chỉ tư duy ấn tượng của tâm. Bạch Thế Tôn: Y cứ vào đâu mà nói là Bồ Tát một chiều tu chỉ? Thì anh em, y cứ nơi sự liên tục tác ý, tôi chỉ tư duy tâm ấy liên tục. Bạch Thế Tôn: Y cứ vào đâu thì nên nói là Bồ Tát chỉ quán hòa hợp cùng có? Thì anh em, y cứ nơi sự chính xác tư duy về tâm đồng nhất cảnh. Bạch Thế Tôn: Ấn tượng của tâm là gì? Thì anh em, đó là ấn tượng có phân biệt của chánh định mà quán chuyên chú vào. Bạch Thế Tôn: Tâm ấy liên tục là gì? Thiện nam là cái tâm chuyên chú ấn tượng nói trên mà chỉ chú chú vào. Bạch Thế Tôn: Tâm đồng nhất cảnh là gì? Thiện nam là thấu triệt rằng ấn tượng chánh định là duy thức, hoặc thấu triệt như vậy rồi là tôi duy về chân như. Đại Bồ Tát từ thị bạch: Bạch Thế Tôn, quán có mấy thứ? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị: Thiện nam đại khái quán có ba thứ, một là có tướng, hai là tâm tầm cầu, ba là tứ sát. Quán có tướng là gì? Là sự quán thuần tư duy ấn tượng có phân biệt của chánh định. Quán tầm cầu là gì? Là sự quán nhờ tuệ giác nên tác ý tư duy để khéo thấu hiểu đối với toàn bộ các pháp chưa khéo thấu hiểu. Quán tứ sát là gì? Là sự quán nhờ tuệ nên tác ý tư duy để khéo chứng ngộ và cực giải thoát đối với các pháp đã khéo thấu hiểu. Bạch Thế Tôn, chỉ có mấy thứ? Thiện nam, do chính cái tâm liên tục theo quán nên chỉ cũng có ba thứ. Là có 8 thứ, đó là 4 tịnh lự và 4 không định. Mỗi thứ là một chỉ. Là có 4 thứ, đó là 4 vô lượng tuệ bi hỷ xả. Mỗi thứ là một chỉ. Đại Bồ Tát từ thị bạch: Bạch Thế Tôn, như tôi nói, chỉ quán dựa vào pháp là nói chỉ quán không dựa vào pháp. Vậy thế nào là chỉ quán dựa vào pháp? Thế nào là chỉ quán không dựa vào pháp? Đại Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị nam: Đại Bồ Tát tùy thuận cái pháp đã tiếp nhận và tư duy và chỉ quán đạt được bởi nghĩa lý của pháp ấy là, thì gọi là chỉ quán dựa vào pháp. Nếu Bồ Tát chưa có cái pháp đã tiếp nhận và tư duy, chỉ dựa vào sự chỉ dạy của người khác và chỉ quán đạt được bởi nghĩa lý của sự chỉ dạy ấy, như quán thân thể bất tịnh, các hành vô thường, các hành khổ não, các pháp vô ngã, niết bàn vắng lặng, như là chỉ quán như vậy gọi là chỉ quán không dựa vào pháp. Dựa vào pháp mà được chỉ quán thì Như Lai quy định đó là Bồ Tát tùy pháp hành, là Bồ Tát lợi căn. Không dựa vào pháp mà được chỉ quán thì Như Lai quy định đó là Bồ Tát tùy tánh hành, là Bồ Tát độn căn. Đại Bồ Tát từ thị là bạch: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, chỉ quán đã nương vào pháp riêng biệt, đã nói chỉ quán vinh vào pháp tổng quát. Vậy chỉ quán nương vào pháp riêng biệt là thế nào? Chỉ quán nương vào pháp tổng quát là thế nào? Đại Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị nam, nếu Bồ Tát nương vào mỗi pháp khế kinh cho đến luận nghị đúng như pháp đã tiếp nhận và tư duy mà tôi chỉ quán thì gọi là chỉ quán nương vào pháp riêng biệt. Nếu Bồ Tát nương vào các pháp khế kinh cho đến luận nghị tập hợp lại là một viên, một phần, một khối tác ý tư duy các pháp ấy bằng cách tùy thuận chân như, xu hướng chân như, đi vào chân như, tùy thuận bồ đề, tùy thuận niết bàn, tùy thuận chuyển y, xu hướng các pháp này, đi vào các pháp này, từ các pháp này thuyết ra vô lượng vô số pháp thiện, tư duy như vậy mà tôi chỉ quán thì gọi là chỉ quán đương vào pháp tổng quát. Đại Bồ Tát từ thị là bạch: Mà Thế Tôn, như Thế Tôn nói, chỉ quán đương vào pháp tổng quát nhỏ, chỉ quán đương vào pháp tổng quát lớn, chỉ quán đương vào pháp tổng quát vô lượng. Vậy thế nào là chỉ quán đương vào pháp tổng quát nhỏ? Thế nào là chỉ quán đương vào pháp tổng quát lớn? Thế nào là chỉ quán đương vào pháp tổng quát vô lượng? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị nam, nếu đưa vào mỗi khế kinh riêng biệt cho đến mỗi luận nghị riêng biệt mà làm một viên một khối để tác ý tư duy
Cho nên biết như thế đó gọi là chỉ quán đương pháp tổng quát nhỏ. Nếu nương vào các khế kinh cho đến các luận nghị đã tiếp nhận và tư duy mà là một viên một khối để tất ấy tư duy, chứ không phải chỉ đương vào một giáo pháp riêng biệt, cho nên biết như thế đó gọi là chỉ quán đương vào pháp tổng quát lớn. Nếu nương vào vô lượng giáo pháp của Như Lai bằng cách nương vào vô lượng văn từ pháp nghĩa của giáo pháp ấy, và vô lượng pháp được soi tỏ bởi vô lượng tuệ của các giai đoạn liên tiếp sau đó mà làm một viên một khối để tác ý tư duy, chứ không phải chỉ nương vào các pháp để tiếp nhận và tư duy, cho nên biết như thế đó gọi là chỉ quán nương pháp tổng quát vô lượng. Đại Bồ Tát từ thị là bạch, bạch Thế Tôn, Bồ Tát y cớ vào đâu thì gọi là đạt được chỉ quán nương vào pháp tổng quát? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị: thì nam y cớ vào năm hiệu quả sau đây thì gọi là đạt được. Một, khi tư duy thì trong từng sát na đã tiêu dung chỗ dựa của mọi thứ thô trọng. Hai, bỏ phân biệt mà được pháp lạc. Ba, mở tỏ vô số ánh sáng của cái pháp không phân biệt khắp trong mười phương cõi nước. Bốn, đã thường xuyên hiện ra cái trí không phân biệt do việc làm đã thành mãn và là thích ứng với phần thanh tịnh. Năm, những giai đoạn sau đó vẫn thể hiện những cái nhân tố tinh tế hơn lên để làm cho pháp thân thành mãn. Đức Bồ Tát từ thị là bạch, bạch Thế Tôn, chỉ quán đứng vào pháp tổng quát như trên thì từ đâu gọi là thông đạt và từ đâu gọi là chứng đắc? Đức Thế Tôn dạy là Bồ Tát từ thị: thì nam, từ địa thứ nhất là cực hỷ thì gọi là thông đạt, từ địa thứ ba là phát quang mới gọi là chứng đắc. Thì nam, các vị Bồ Tát mới tu học cùng tất ý học theo chỉ quán này, tuy chưa đáng tán dương nhưng nên từ nhưng đừng nên nhát bỏ. Đại Bồ Tát từ thị bạch, bạch Thế Tôn, chỉ quán như vậy tại sao gọi là chánh định? Có tầm có tứ, chánh định không tầm chỉ tứ, chánh định không tầm không tứ. Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị: thì nam, đối với ấn tượng đã tụ đắc từ giáo pháp đã tầm tứ, những chỉ quán có sự tiếp nhận quan sát rất thô thì gọi là chánh định có tầm có tứ. Đối với ấn tượng ấy, những chỉ quán tuy không có sự tiếp nhận quan sát rất thô nhưng có sự tiếp nhận quan sát của ký ức sáng tỏ rất nhỏ thì gọi là chánh định không tầm chỉ tứ. Đối với ấn tượng của tất cả giáo pháp, những chỉ quán mà sự tiếp nhận quan sát không có mọi sự tác ý thì gọi là chánh định không tầm không tứ. Lại nữa thì nam, chỉ quán có tầm cầu thì gọi là chánh định có tầm có tứ. Chỉ quán có tứ sát thì gọi là chánh định không tầm chỉ tứ. Chỉ quán vinh pháp tổng quát thì gọi là chánh định không tầm không tứ. Đại Bồ Tát từ thị bạch, bạch Thế Tôn, định chỉ là thế nào, phấn chấn là thế nào, xa bỏ là thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị: thì nam, khi tâm quấy động hay khi phòng tâm quấy động thì sự tác ý và cái đáng chán và sự tác ý và cái tâm ấy liên tục gọi là định chỉ. Khi tâm chìm đắm hay khi phòng tâm chìm đắm thì sự tác ý và cái vui và sự tác ý và cái tâm ấy gọi là phấn chấn. Hoặc chỉ có chỉ, hoặc chỉ có quán, hoặc cả chỉ quán song hành mà không bị nhuốm bẩn, vì hai thứ tùy phiền não là quấy động và chìm đắm. Như trên mà thì sự tác động trong vô công dụng mà vận chuyển tự tại gọi là xả bỏ. Đại Bồ Tát từ thị bạch, bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát tu tập chỉ quán thì phải nên biết pháp và biết nghĩa. Vậy biết pháp là thế nào, biết nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị: thị nam, các vị Bồ Tát ấy do năm sự sau đây mà biết về pháp. Một, biết tên. Hai, biết câu. Ba, biết văn. Bốn, biết riêng. Năm, biết chúng. Tên là thế nào? Là sự giả thiết về tự tánh của tất cả các pháp nhiễm tịnh. Câu là thế nào? Là sự quy tụ của tên thành cấu trúc diễn tả và nghĩa nhiễm hay tịnh của các pháp. Văn là thế nào? Là chữ mà tên và câu dựa vào. Biết riêng những thứ trên là thế nào? Là tác ý nhận thức mỗi thứ riêng ta. Biết chung những thứ trên là thế nào? Là tác ý nhận thức các thứ trên chung lại. Tất cả những sự trên đây tổng lược nhất trí thì gọi là biết về pháp. Thì biết về pháp như vậy thì gọi là Bồ Tát biết pháp. Thì nên các vị Bồ Tát ấy do 10 sở sau đây mà biết về nghĩa. Một, tánh tận hữu là biên cương tất cả chủng loại của các pháp nhiễm tịnh.
biết ơn ấy gọi là tánh tận hữu, tức năm số về uẩn, sáu số về nội xứ, sáu số về ngoại xứ, những pháp số đại loại như vậy. Tánh chân hữu, tánh như hữu là chân như nơi các pháp nhiễm tịnh, chân như ấy gọi là tánh như hữu. Chân như ấy có bảy, một là chân như nơi sự lưu chuyển, tức cái tánh không mở đầu, không chấm hết của các hành; hai là chân như nơi các tướng, tức cái tánh nhân vô ngã và pháp vô ngã của các pháp; ba là chân như nơi sự phân biệt rõ ràng, tức cái tánh duy thức của các hành; bốn là chân như nơi sự an lập, tức thánh đế diệt khổ mà Như Lai nói; năm là chân như nơi sự tài hành, tức thánh đế về tập mà Như Lai nói; sáu là chân như nơi sự thanh tịnh, tức thánh đế về diệt mà Như Lai nói; bảy là chân như nơi sự chánh hành, tức thánh đế về đạo mà Như Lai nói. Nên biết trong đây, do chân như nơi sự lưu chuyển, nơi sự an lập và nơi sự tài hành, nên tất cả chúng sinh rất là bình đẳng. Do chân như nơi các tướng và nơi sự phân biệt rõ ràng, nên tất cả các pháp rất là bình đẳng. Do chân như nơi có sự thanh tịnh là thanh văn bồ đề, lập giác bồ đề và vô thượng bồ đề, rất là bình đẳng. Do chân như nơi sự chánh hành, nên cái tuệ của chỉ quán siêu việt vinh và pháp tổng quát. Sau khi nghe giáo pháp rất là bình đẳng. Ba chủ thể, nghĩa chủ thể chọn lấy là năm sắc xứ ở trong, là tâm ý thức và các tâm sở. Bốn nghĩa đối tượng được chọn lấy là sáu xứ ở ngoài và những nghĩa chủ thể thủ cũng là nghĩa đối tượng được thủ. Năm nghĩa dựng nên là giới, thế giới. Trong thế giới này có thể dựng nên giới chúng sinh, tức ruộng đất một thôn trăm ngàn, hai trăm ngàn ruộng đất thôn ấy, hoặc một lục địa giới hạn do đại dương trăm ngàn, 200.000 lục địa ấy, hoặc một đại lục thiền bộ 100.000, 200.000 đại lục ấy, hoặc một bốn đại lục 100.000, 200.000 bốn đại lục ấy, hoặc một thế giới ngàn nhỏ 100.000, 200.000 thế giới ngàn nhỏ ấy, hoặc một thế giới ngàn vừa 100.000, 200.000 thế giới ngàn vừa ấy, hoặc một thế giới ngàn lớn 100.000, 200.000 thế giới ngàn lớn ấy, hoặc một ức 100.000, 200.000 ức thế giới ngàn lớn ấy, hoặc một vô số trăm ngàn, hai trăm ngàn vô số thế giới ngàn lớn ấy, hoặc tại một phương hướng thế giới ngàn lớn ấy nhiều đến vô số mà có cả trăm ngàn lần hay nhiều như số lượng vi trần, và ở khắp mười phương hướng có vô lượng vô số những thế giới như vậy. Sáu nghĩa hưởng dụng là đồ dùng của chúng sinh thu thập mà Như Lai đã nói. Bảy nghĩa đảo ngược đối với những sự từ ngữ chủ thể thủ sắp đi trên đây mà tưởng thác loạn, tâm thác loạn và thấy thác loạn cho vô thường là thường, tưởng thác loạn, tâm thác loạn và thấy thác loạn cho khổ là vui, cho bất tịnh là tịnh, cho vô ngã là ngã. Tám nghĩa không ngược thì nên biết là mâu thuẫn với những sự đảo ngược ở trên, có sức đối trị những sự đảo ngược ấy. Chín nghĩa tạp nhiễm là ba sự tạp nhiễm khắp cả ba cõi. Một là hoặc tạp nhiễm, hai là nghiệp tạp nhiễm, ba là sinh tạp nhiễm. Bốn, mười. Nghĩa thanh tịnh là những pháp bồ đề phần có sức cởi mở sự bắt buộc của ba sự tạp nhiễm nói trên. Mười sự như trên đây nên biết để bao quát tất cả các nghĩa. Thiện nam các vị Bồ Tát ấy là còn do biết năm sự sau đây nên gọi là biết và nghĩa. Năm sự ấy là những gì? Một, sự biến tri thì nên hiểu là tất cả pháp của đối tượng được nhận thức, tức các uẩn, các nội xứ, các ngoại xứ, những sự như vậy. Hai, nghĩa biến tri là bao nhiêu phẩm loại khác nhau mà cần biết về sự ở trên, tức hoặc thế tục đế với thắng nghĩa đế, hoặc công đức và lầm lỗi, hoặc duyên tố với thời gian, hoặc sinh trú và diệt, hoặc như bệnh tật, như ung thối, như trúng tên, như đau đớn, hoặc khổ tập diệt đạo, hoặc cho như thật đệ tế pháp giới và những danh hiệu cùng loài, hoặc phân phố với khái quát, hoặc bốn cách phán quyết là quyết định,
phân tích, hỏi lại và loại bỏ, hoặc ẩn mật với minh bạch. Những phép như vậy nên biết là nghị biến tri. Ba, nhân biến tri là những pháp bồ đề phần có sức thù đắc. Hai loại biến tri ở trên, tức bốn niệm trú, tái chánh đoạn và những pháp số cùng loại. Bốn quả biến tri là các sa môn quả đã tạm diệt tham sân si và vĩnh diệt tham sân si cùng với những công đức chứng sa môn quả mà Như Lai đã nói, tức những công đức cộng hữu hay đặc hữu mà bao gồm cả thời gian và suốt thời gian của Thanh Văn và của Như Lai. Năm, sự biết sự ấy là những là chính những công đức chúng sa môn quả nói trên, các trí giải thoát khai thị và tuyên dương phong phú cho người. Năm sự như trên nên biết cũng bao quát tất cả các nghĩa. Thì nên các vị Bồ Tát ấy lại do biết bốn sự sau đây nên gọi là biết về nghĩa. Bốn sự ấy là những gì? Một, chấp thọ. Hai, lãnh nạp. Ba, phân biệt rõ ràng. Bốn, nhiễm tịnh. Bốn sự như trên nên biết cũng bao quát tất cả các nghĩa. Thì nên các vị Bồ Tát ấy lại còn do biết ba sự sau đây nên gọi là biết về nghĩa. Ba sự ấy là những gì? Một, văn. Hai, nghĩa. Ba, giới. Văn là danh thân, cố thân và văn thân. Nghĩa thì có 10. Một, sự chân thật. Hai, sự biến tri. Ba, sự vĩnh đoạn. Bốn, sự tác chứng. Năm, sự tu tập. Sáu, sự chi tiết của các sự nói trên. Bảy, sự tương thuộc của đối tượng được nương dựa và chủ thể nương dựa. Tám, sự chướng ngại của sự biến tri cho đến sự tu tập. Chín, sự tùy thuận của sự biến tri cho đến sự tu tập. Mười, nhược điểm với ưu điểm của sự bất tri với sự biến tri cho đến sự bất tu với sự tu tập. Giới là năm giới. Một, giới thế giới. Hai, giới chúng sinh. Ba, giới các pháp. Bốn, giới nhiều giới người được thuần hóa. Năm, giới phương pháp thuần hóa. Năm sự như trên nên biết cũng bao quát tất cả các nghĩa. Đại Bồ Tát Từ Thị lại bạch: Bạch Thế Tôn, các tuệ do nghe mà có và biết nghĩa của cái đó nghe, cái tuệ do nghĩ mà có và biết nghĩa của cái đó nghĩ, cái tuệ do tu chịu quán mà có và biết nghĩa của cái tu. Do ba cái tuệ như vậy khác nhau như thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì nam, các tuệ do nghe mà có thì dựa vào văn từ, chỉ như lời nói, chưa khéo biết ý nghĩa, đồng loại với cái nghĩa đã biết là ấn tượng chánh định chỉ hiện trước mắt, tùy thuận với giải thoát nhưng chưa lãnh nhận được sự giải thoát thành đạt. Các tuệ do nghĩa, do nghĩ mà có thì cũng dựa vào văn từ, nhưng không phải chỉ như lời nói là khéo biết ý nghĩa, đồng loại với cái nghĩa đã biết là ấn tượng chánh định chỉ hiện trước mắt, nhưng càng thuần với giải thoát dù cũng chưa lãnh nhận được sự giải thoát thành đạt. Còn cái tuệ do tu mà có của Bồ Tát thì cũng dựa vào văn từ mà cũng không dựa vào văn từ, cũng như lời nói mà cũng không như lời nói, khéo biết ý nghĩa đồng loại với cái nghĩa đã biết là ấn tượng chánh định đã hiện trước mắt, cực thuần với giải thoát đã lãnh nhận được sự giải thoát thành đạt. Đó là sự biết nghĩa mà khác nhau của ba tuệ. Đại Bồ Tát Từ Thị là bạch: Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát tu chỉ quán thì phải biết pháp nghĩa, biết pháp biết nghĩa như vậy. Vậy biết là thế nào, thấy là thế nào? Đức Thế Tôn bảo: Đại Bồ Tát Từ Thị, thì nam, bằng nhiều mặt, Như Lai đã nói sự khác biệt của biết và thấy. Như Lai hay nói khái lược cho ông về sự ấy. Cái tuệ tinh tế vinh vào pháp tổng quát mà tu chỉ quán thì gọi là biết. Cái tuệ tinh tế vinh vào pháp riêng biệt mà tu chỉ quán thì gọi là thấy. Đại Bồ Tát Từ Thị là bạn: Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát tu chỉ quán là do tác ý nào, trừ khử tướng gì và làm sao trừ khử? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị: Thì nam, do tác ý chân như và trừ khử pháp tướng nghĩa tướng. Đối với cái danh của pháp nghĩa và sự và tự tánh của cái danh ấy, khi vô đắc thì cũng không thể cái
tướng của cái danh ấy dựa vào. Được hưởng như vậy đó, nhưng đối với danh thì đối với câu, đối với văn và đối với nghĩa nên biết cũng như vậy. Sau hết đối với cái giới của pháp nghĩa và tự tánh của cái giới ấy, khi vô đắc thì cũng không thấy cái tướng của cái giới ấy được dựa vào. Trừ khởi như vậy đó. Bà Thế Tôn, thấu triệt chân như thì tướng chân như ấy cũng bị trừ khởi chăng? Thiện Nam, thấu triệt chân như hoàn toàn vô tướng và vô đắc. Vậy trừ khởi cái gì? Như là nói rằng, khi thấu triệt chân như thì trừ khởi được pháp tướng và nghĩa tướng, chứ không phải chân như được thấu triệt đó. Có cái khác có thể trừ khử. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, đồ chứa nước nhơ bẩn, tấm gương không sáng sạch, suối hồ nước sao động thì không thể nhìn thấy hình ảnh mặt mình. Nhìn thấy thì không phải những thứ trên đây. Tương tự như vậy, cái tâm mà không tu thì không thể chính xác nhìn thấy chân như. Khéo tu cái tâm thì có thể nhìn thấy. Lời này nói về quán trí nào và nói về chân như nào? Thì Nam, đời này nói về ba quán trí, là quán trí do nghe mà có, quán trí do nghĩ mà có và quán trí do tu mà có, căn cứ chân như nơi sự phân biệt rõ ràng mà nói. Mà Thế Tôn đã trừ khởi các tướng nên các vị Bồ Tát biết pháp tướng nghĩa tướng và nỗ lực tu tập phương cách trừ khởi. Vậy có bao nhiêu cái tướng khó trừ khởi và cái gì trừ khởi được? Thì Nam, cái tướng có 10 thứ và cái không có thể trừ khử 10 thứ ấy là những gì? Một, biết pháp biết nghĩa thì có cái tướng văn từ. Cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do các pháp không. Hai, biết chân như nơi sự an lập thì có cái tướng sinh trụ diệt và cái tướng liên tục chuyển biến. Hai cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do tướng không và vô tiền hậu không. Ba, biết nghĩa thuộc chủ thể chọn lấy thì có cái tướng luyến tiếc thân thể và cái tướng ngã mạn. Hai cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do nội không và vô sở đắc không. Bốn, biết nghĩa đối tượng được chọn lấy thì có cái tướng luyến tiếc tài sản, cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do ngoại không. Năm, biết nghĩa hưởng dụng, trong đó có trai gái phục dịch và đồ dùng thích hợp thì có cái tướng trong ấy thích thú và cái tướng ngoài thấy tốt đẹp. Hai cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do nội ngoại không và bản tánh không. Sáu, biết nghĩa dựng nên thì có cái tướng thế giới bao la, cái tướng ấy được chính yếu trừ khử cho đại không. Bảy, biết không hình sắc thì có cái tướng bên trong vắng lặng giải thoát, cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do hữu vi không. 8. Biết chân như nơi các tướng thì có các tướng nhân vô ngã, tướng pháp vô ngã, tướng duy thức và tướng thắng nghĩa. Bốn cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do cơ cánh không, do tánh không, do tánh tánh không, do thắng nghĩa không. 9. Biết chân như nơi sự thanh tịnh thì có cái tướng vô phi và cái tướng không biến dịch. Hai cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do vô vi không và do biến dị không. 10. Sở tác, chính sự tác ý tư duy và cái không để đối trị các cái tướng nói trên thì có cái tướng không, cái tướng ấy được chính yếu trừ khử do không không. Mà Thế Tôn, như vậy khi trừ khử 10 cái tướng là trừ khử cái gì và giải thoát cái gì? Thì Nam, trừ khử cái tướng của ấn tượng chánh định và giải thoát sự tập nhiễm thất buộc, rồi sự trừ khử ấy cũng không còn. Nhưng ông nên biết, như là căn cứ phần thù đặc thù mà nói cái không này trừ khử cái tướng kia, chứ không phải mỗi cái không không trừ khử được mọi cái tướng. Thí dụ vô minh không phải không sinh ra mọi thứ tạp nhiễm từ hành cho đến lặng tử, nhưng căn cứ phần đặc thù nó nói vô minh sinh ra hành vì nó là duyên tố gần nhất của hành. Đạo lý ở đây ông nên biết cũng là như vậy. Bạch Thế Tôn, ở đây cái không nào là cái không tổng quát? Bồ Tát hiểu được cái không ấy thì không có những sự mất mát hư hỏng, bỏ được sự tăng thượng mạng đối với cái không. Đức Thế Tôn và lúc ấy khen ngợi được Bồ Tát từ thị rằng: tốt lắm thì Nam, tốt lắm, ông có thể hỏi Như Lai cái nghĩa sâu như vậy để làm cho các vị Bồ Tát không bị mất, bị hỏng về cái không.
Các vị Bồ Tát mất hỏng về cái không thì mất hỏng hoàn toàn toàn thể đại thừa. Do vậy ông hãy nghe cho thật kỹ, Già La nói cho ông về cái không tổng quát. Ấy là nơi tánh y tha khởi và tánh viên thành thật. Mọi tánh biết có chấp đều dầu thuộc loại tạp nhiễm hay thuộc loại thanh tịnh được ráo rời bỏ, hoàn toàn vô đắc. Như vậy gọi là cái không tổng quát của Đại Thừa. Đại Bồ Tát Từ Thị Bạch, Bạch Thế Tôn, chỉ quán như thế này bao gồm được mấy thứ chánh định siêu việt? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị Thị Nam, vô lượng chánh định siêu việt của Thanh Văn, của Bồ Tát và của Như Lai mà Như Lai đã nói, thì ông nên biết tất cả đều bao gồm trong chỉ quán ở đây. Mà Thế Tôn, chỉ quán như thế này lấy gì làm nhân tố? Thì là nhân tố của chỉ quán như thế này là giới thanh tịnh, là chứng kiến được có do nghe thanh tịnh và nghĩa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chỉ quán như thế này lấy gì làm thành quả? Thì Nam, thành quả của chỉ quán như thế này là tâm thanh tịnh và tuệ thanh tịnh, còn hết thảy pháp thiện thuộc loại thế gian và thuộc xuất thế gian của Thanh Văn và của Như Lai nên biết toàn là thành quả của chỉ quán như thế này tạo ra. Bạch Thế Tôn, chỉ quán như thế này làm được công việc gì? Thì Nam, là được công việc giải thoát tướng phượng và giải thoát trọng phượng. Bạch Thế Tôn, trong năm thứ ràng buộc mà Thế Tôn nói, mấy thứ là sự cản trở của chỉ, mấy thứ là sự cản trở của quán, mấy thứ là sự cản trở của cả hai. Thì Nam, sự luyến tiếc thân thể và luyến tiếc tài sản là những sự cản trở của chỉ. Không thích thánh giáo là sự cản trở của quán. Thích ở xen lẫn và được ít đã đủ là những sự cản trở của cả hai. Vì sự thứ nhất mà việc tu không làm được, vì sự thứ hai mà việc tu không tròn được. Bạch Thế Tôn, trong năm thứ ngang che, mấy thứ là sự cản trở của chỉ, mấy thứ là sự cản trở của quán, mấy thứ là sự cản trở của cả hai. Thì Nam, trạo cử ố tác là sự cản trở của chỉ, hôn trầm thị miên và nghi pháp là những sự cản trở của quán, tham dục và sân hận là những sự cản trở của cả hai. Bạch Thế Tôn, thì cứ vào đâu thì gọi là được trong sáng đầy đủ về chỉ. Thì Nam, cho đến lúc bao nhiêu hôn trầm thị miên được chính xác và khéo léo loại trừ thì ngang đó gọi là được trong sáng đầy đủ về chỉ. Bạch Thế Tôn, y cứ vào đâu thì được gọi là được trong sáng đầy đủ về quán. Thì Nam, cho đến lúc bao nhiêu trào cờ ố tác được chính xác và khéo léo loại trừ thì ngang đó được gọi là được trong sáng đầy đủ về quán. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát khi chỉ quán đã hiện ra thì phải biết có mấy thứ làm cho tâm sao động. Thì Nam, phải biết có năm thứ: tác ý, ngoài tâm, nội tâm, cảnh tướng, thô trọng. Một, nếu Bồ Tát rời tác ý hợp với Đại Thừa và nói vào những tác ý hợp với Thanh Văn độc giác thì gọi là tác ý sao động. Hai, nếu bao nhiêu tầm tư đều xuôi theo phiền não khi đối trước đa dạng của năm thứ dục lạc, nếu buông xả, buông thả tâm trí ra chảy tràn vào ngoại cảnh thì gọi là ngoại tâm rối loạn. Ba, nếu bị hôn trầm và thùy miên, vì trầm một, vì đam mê, về định, vì sự nhuốm bẩn của một tùy phiền não nào đó chướng ngại cho định thì gọi là nội tâm xáo động. Bốn, nếu đối với cảnh tướng ngoài định mà nghĩ là cảnh tướng của định bên trong thì gọi là cảnh tướng xáo động. Năm, nếu những cảm giác do tác ý sinh ra mà cho là do cái thân thô trọng nên chấp tự ngã nỗi kiến mạng thì gọi là thô trọng xáo động. Bạch Thế Tôn, từ Bồ Tát Địa đầu tiên cho đến Địa Như Lai chỉ quán như thế này đối trị được những sự chướng ngại đau. Thì Nam, chỉ quán như thế này trong Bồ Tát Địa đầu tiên thì được thì đối trị được cái sự chướng ngại vì hoặc nghiệp sinh tạp nhiễm của cõi ác. Trong Bồ Tát Địa thứ hai thì đối trị được sự chướng ngại vì hiện hành của sự lầm lỡ vì phạm rất nhỏ. Trong Bồ Tát Địa thứ ba thì đối trị được sự chướng ngại vì tham lam của dục. Trong Bồ Tát Địa thứ tư thì đối trị được sự chướng ngại vì định ái và pháp ái. Trong Bồ Tát Địa thứ năm thì đối trị được sự chướng ngại vì một chiều chống sinh tử hướng niết bàn. Trong Bồ Tát Địa thứ sáu thì đối trị được sự chướng ngại vì hiện hành nhiều của tướng thô. Trong Bồ Tát Địa thứ bảy thì đối trị được sự chướng ngại vì hiện hành của tế tướng. Trong Bồ Tát Địa thứ tám thì đối trị được sự chướng ngại vì phải gia công dụng đối với vô thứ, vô tướng và không tự tại đối với hữu tướng. Trong Bồ Tát Địa thứ chín thì đối trị được sự chướng ngại vì không tự tại đối với ngôn từ khéo léo về mọi chủng loại.
Trong địa Bồ Tát thứ 10 thì nói trừ được sự chướng ngại vì không chứng đắc pháp thân viên mãn và chỉ quán như thế này. Trong địa Như Lai thì đối trị được sự phiền não chướng và sở tri chướng cực vi tế. Về tối cực vi tế, vì vĩnh viễn hại được hai chướng như vậy nên chứng được một cách cứu cánh cái trí thấy biết hoàn toàn, không còn vướng mắc, không còn chướng ngại. Do đối tượng được tạo tác thành tựu cái trí của cái trí nói trên nên lập ra pháp thân tối cực thanh tịnh. Đại Bồ Tát từ thị bạch Bạch Thế Tôn, Bồ Tát do nỗ lực tu hành chỉ quán mà chứng đắc vô thượng Bồ Đề là thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát từ thị, thì nào nếu Bồ Tát đã được chỉ quán bằng cách căn cứ bảy chân như, đúng như cái pháp đã nghe và đã nghĩ, do tâm trí của chánh định siêu việt mà bên trong tự chánh tư duy, do tánh chân như đã khéo thẩm định, khéo tư lượng và khéo thiết lập, thì vì chánh tư duy chân như nên đối với sự hiện hành của tế tướng tâm trí còn bỏ được, vốn chi là đối với sự hiện hành của thô tướng. Tế tướng là ấn tượng chấp thọ, lãnh nạp, phân biệt rõ ràng và nhiễm tịnh, là ấn tượng pháp trong, pháp ngoài và trong ngoài, là ấn tượng cho rằng mình là mọi sự lợi cho chúng sinh, là ấn tượng chánh trí chân như, là ấn tượng khổ tập diệt đạo, là ấn tượng khổ vi vô vi, là ấn tượng hữu thường vô thường, là ấn tượng khổ có biến dị, khổ không biến dị, là ấn tượng hữu vi đa dạng, hữu vi đồng nhất, là ấn tượng tất cả được có bởi biết tất cả là tất cả, là ấn tượng nhân vô ngã, pháp vô ngã. Mở ấn tượng như vậy, tâm trí Bồ Tát loại bỏ được cả. Bồ Tát ở nhiều trong sự tu hành như thế này nên lúc nào cũng khéo sửa trị tâm trí của mình trong mọi sự đàn buộc, ngăn che và sao động. Từ đó về sau, đối với bảy chân như có bảy cái trí thông suốt, tự chứng bên trong được riêng biệt sinh ra và gọi là kiến đạo vị. Do được như vậy nên gọi là vị nhập vào chánh tánh ly sinh của Bồ Tát, vị sinh vào nhà Như Lai, vị chân đắc Bồ Tát địa đầu tiên, vị hưởng dụng một thành quả sứ việc của địa Bồ Tát. Bồ Tát như vậy trước đây được chỉ quán bằng cách được đối trị, được đối tượng có phân biệt và đối tượng không phân biệt, này được kiến đạo vị là được thêm đối tượng biên tế của các pháp, rồi các giai đoạn liên tiếp về sau, cho tất cả địa Bồ Tát còn lại thì tiến tu đạo vị bằng cách tác ý tư duy của ba đối tượng nói trên. Tự như có kẻ lấy chốt nhỏ đẩy chốt to ra, như Bồ Tát này, như cách lấy chốt tháo chốt mà trừ khử mọi ấn tượng có từ bên trong, nên bao nhiêu cái tướng thuộc loại tạp nhiễm đều trừ khử cả, và tướng phược được trừ khử nên trọng phược cũng trừ khử. Vì vĩnh viễn trừ được tướng phược và trọng phược nên tuần tự trong các địa Bồ Tát về sau. Vì Bồ Tát này y cách luyện phàm mà luyện tâm mình cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề, nghĩa là chứng được đối tượng sở tác thành tựu. Thì nam như thế đó gọi là Bồ Tát từ bên trong tu hành chính xác và chỉ quán nên chứng được vô thượng Bồ Đề. Là Bồ Tát từ thị bạch Bạch Thế Tôn như thế nào? Là Bồ Tát tu hành chỉ quán dẫn ra uy đức cao rộng của Bồ Tát. Đức Thế Tôn bảo là Bồ Tát từ thị, thì nay Bồ Tát khéo biết sáu sự sau đây thì có thể dẫn ra uy đức cao rộng của Bồ Tát. Một, khéo biết tâm phát sinh là chính xác biết 16 tâm phát sinh khác nhau. Đó là thứ nhất, sự phát sinh của cái tức mà hành tướng chủ thể được duyên khó biết, liên tục chấp thọ sắc căn và liên tục chấp trì thế giới, đó là a đà na thức. Thứ hai, sự phát sinh của cái thức mà hành tướng đa dạng, vinh theo đối cảnh đa dạng, đó là phân biệt ý thức nhận thức một lúc tất cả đối cảnh sắc thanh hương vị xúc, và cảm nhận mọi một lúc tất cả ấn tượng của giác quan ở trong và đối cảnh ở ngoài, đó là phân biệt ý thức trong một tháng mà nhập nhiều chánh định, thấy nhiều cõi Phật, thấy nhiều Đức Phật. Thứ ba, sự phát sinh của cái thức mà đối cảnh nhỏ hẹp, đó là thức hệ thuộc cõi dục. Thứ tư, sự phát sinh của cái thức mà đối cảnh rộng lớn, đó là thức hệ thuộc cõi sắc. Thứ năm, sự phát sinh của cái thức mà đối cảnh vô lượng, đó là thức hệ thuộc không cho biến xứ và thức cho biến xứ. Thứ sáu, sự phát sinh của cái thức mà đối cảnh vi tế, đó là thức hệ thuộc vô sở hữu xứ. Thứ bảy, sự phát sinh của cái thức mà đối cảnh tầng biên, đó là thức hệ thuộc phi tưởng phi tưởng xứ. Thứ tám, sự phát sinh của các thức mà đối cảnh vô tướng, đó là thức siêu thoát thế gian và thức vinh theo niết bàn. Thứ chín, sự phát sinh của các thức mà đi đôi với khổ thọ, đó
đó là thức địa ngục, thế mà sự phát sinh của cái thức đi đôi với tạp thọ, đó là thức cõi dục. 11. Sự phát sinh của cái thức đi đôi với hỷ thọ, đó là thức sở thiền và nhị thiền. 12. Sự phát sinh của cái thức đi đôi với lạc thọ, đó là thức tam thiền. 13. Sự phát sinh của cái thức đi đôi với xả thọ, đó là thức tứ thiền, cho đến phi phi tưởng xứ. 14. Sự phát sinh của cái thức đi đôi với các pháp nhiễm, đó là thức thích ứng với mọi phiền não và tùy phiền não. 15. Sự phát sinh của cái thức đi đôi với các pháp lành, đó là thức thức thích ứng với tâm sở thiện. 16. Sự phát sinh của cái thức đi đôi với pháp vô ký, đó là thức không thích ứng cả hai loại tâm sở nói trên. 2. Khi biết tâm trú ở là biết chính xác chân như nơi sự phân biệt rõ ràng. 3. Khi biết tâm thoát ra biết chính xác rằng phải thoát khỏi hai thứ tướng phược và trọng phược, và đó là khi biết rằng phải làm cho tâm mình thoát ra hai thứ như vậy. 4. Khi biết tâm thêm lên để biết chính xác về cái tâm trí đối trị được tướng phược và trọng phược khi nó lớn lên, lớn thêm, khi nó dùng lại những gì tùy thuộc nó có được lớn lên thêm, có được dùng lại. 5. Khi biết tâm bớt đi là biết chính xác về cái bị đối trị, tức cái tâm trí bị vẩn, bị bỏng vì tướng phược và trọng phược khi nó lui lại, khi nó bớt đi. Những gì tùy thuộc nó cũng bị lui lại, cũng bị bớt đi. 6. Khi biết các phương tiện là biết chính xác về 8 giải thoát, 8 tánh xứ và 10 biến xứ, về cách tu tập và về sự trừ khử của các pháp này. Thì Nam, Bồ Tát nào phải biết như vậy thì uy đức cao rộng của Bồ Tát hoặc đã được dẫn ra, hoặc sẽ được dẫn ra, hoặc đang được dẫn ra. Đại Bồ Tát Từ Thị Bạch, Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói trong Niết Bàn, hoàn toàn, thì hết thảy cảm giác vĩnh viễn diệt hết, không còn thừa sót. Và những cảm giác nào bị vĩnh viễn diệt hết ở đây? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Thừa Thị, Thiện Nam, lấy quốc yếu mà nói thì ở đây có hai loại cảm giác vĩnh viễn diệt hết, không còn thừa sót, đó là một, cảm giác xuất từ giác quan, và hai, cảm giác xuất từ đối cảnh. Cảm giác xuất từ giác quan lại có bốn loại. Thứ nhất là cảm giác dựa vào giác quan có sắc chất. Thứ hai là cảm giác dựa vào giác quan không sắc chất. Thứ ba là cảm giác của kết quả hoàn thành. Thứ tư là cảm giác của kết quả chưa hoàn thành. Kết quả đã hoàn thành là cảm giác hưởng chịu trong hiện tại. Kết quả chưa hoàn toàn là cảm giác làm nhân cho vị lai. Cảm giác xuất từ đối cảnh cũng có bốn loại. Thứ nhất là cảm giác do thế giới đang sống. Thứ hai là cảm giác do đồ dùng để sống. Thứ ba là cảm giác do hưởng dụng hai loại trên. Thứ tư là cảm giác do luyến tiếc hai loại trên. Trong Niết Bàn chưa hoàn toàn thì đã diệt hết tất cả cảm giác của kết quả chưa hoàn thành. Còn lại là cảm giác phát sinh từ tự giác đối trị, là cảm giác mà thánh giả và phàm phu đều có, là cảm giác của kết quả đã hoàn thành. Lại nữa, trong Niết Bàn chưa toàn cũng diệt hết cả hai loại cảm giác của kết quả là đã hoàn thành và chưa hoàn thành. Còn lại chỉ có cảm giác phát sinh từ tuệ giác đối trị. Còn Niết Bàn hoàn toàn mà nhập vào, thì lúc đó các cảm giác phát sinh từ tuệ giác đối trị cũng không còn. Do vậy nên Như Lai nói rằng, trong Niết Bàn hoàn toàn, các thể cảm giác đều vĩnh viễn gì cả, không còn thừa sót. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, đối với Đại Bồ Tát Từ Thị, tốt lắm Thiện Nam. Hôm nay, ông khéo căn cứ nơi pháp du dạ tinh tế, cùng cực trong sáng và hoàn toàn đầy đủ mà xin hỏi Như Lai. Đối với pháp du dạ, dẫu ông đã được sự khéo léo hiểu biết một cách quyết định và tột bậc, Như Lai cũng đã nói cho ông về pháp du dạ tinh tế, cùng cực trong sáng và hoàn toàn đầy đủ, trong quá khứ và trong vị lai, bao nhiêu bậc chánh kiến, chánh biến giác. Đã nói và sẽ nói thì cũng toàn là nói như vậy. Các thiện nam và thiện nữ nên dựa vào pháp thoại này, dũng mãnh tinh tấn mà chính xác tu học. Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói, nên nói bài tụng sau đây. Đối với du già, giáo pháp lập ra, ai sống buông thả, mất đại niết bàn. Dựa vào du già, giáo pháp lập ra, chính xác tu tập, được đại bồ đề, thấy mà thủ đắc, khó mong giải thoát. Cho cái thấy ấy là đã được phát, cái rời xa khỏi pháp vô già như là mặt đất cách xa không gian.
lợi ích chúng sinh một cách bền bỉ, mà không nghĩ rằng mình làm như vậy, lãnh hội như vậy càng làm lợi người. Ai người có trí làm hết kiếp lượng thì được cái mừng cao cả trong sáng. Ai vì dục vọng mà thuyết chánh pháp thì người như vậy phải được gọi là đã bỏ dục vọng. Lại theo dục vọng ngu si như vậy mà được pháp này thì như một kẻ được ngọc vô giá mà đi lang thang làm kẻ ăn mày. Cái lối luận bàn do ít ồn náo thì phải bỏ đi để mà khởi dậy hành nguyện tinh tấn. Và bậc thượng thừa về đại hóa độ cả trời và người, hãy siêng tu học pháp vô gia này. Bây giờ Đại Bồ Tát Thừa Thị là bạch Bồ Tát Tôn trong toàn bộ pháp thoại giải thâm mật, pháp này nên mệnh danh là gì, chúng con phải kính cẩn ghi nhớ như thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Thừa Thị thì nam pháp thoại này tên là nghĩa lý hoàn hảo về vô già, ông hãy kính cẩn ghi nhớ theo cái tên như vậy. Khi Đức Thế Tôn nói pháp thoại nghĩa lý hoàn hảo về vô già, trong đại hội có 600.000 chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, 300.000 thanh văn lánh xa bụi bặm, tách rời nhơ bẩn, đối với các pháp thì được mắt pháp trong sáng, 150.000 thanh văn hết hạn mọi thứ lậu hoặc, tâm được giải thoát, 75.000 bồ tát được tác ý về vô già rộng lớn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày đêm công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền Bồ Ân Nại dưới gốc quả ba đường, nếu ai tái nghe được tâm bồ đề và báo thân này sẽ được cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di.